của Trung Quốc khá có tác dụng. Ít nhất thì tiền đạo Bao Xuân Đình Chính đã quét Sao Lý đã hai lần ghi bàn từ những pha bóng như vậy. Xuân Trường ghi bóng cực kỳ tỉnh táo. Trong cái trận mà chúng ta có được ba trò tập nhìn của chúng tôi rất là tuyệt vời. Sức mạnh của trung vệ Ba Sam. Rất hay. Và xử lý mang đến sự chắc chắn của Xuân Mạnh. Ngày qua thì chúng ta chỉ tập được 60 phút trên sân vận động này, buổi tập duy nhất. Các hàng xò tiếp tục đưa ra sân với đội hình trường với sơ đồ 5-4-1. Đó là pha cản phá của Xuân Mạnh. Xuân Mạnh Akramatic, cầu thủ này đã có một bàn thắng ở giải đấu năm nay. Nếu như U23 Việt Nam đã có 4 đâu U23 Việt Nam tiếp tục là đội thực hiện cú sút đầu tiên ở trận tứ kết, và sút luân lưu trước U23 Iraq chúng ta cũng là đội thực hiện cú sút đầu tiên, và lần này thì đã rất tốt. Và đó phần nào giúp U23 có đào đi tốt ở những lượt sút tiếp theo. Trường ơi, cố lên mày.
trận đấu gặp mọi người cảm thấy một đại đội đang tăng ngày công nghệ hàng đây quả này vào yên tâm Lưu Xuân Trường là đá có Lưu Xuân Trường
hay luôn. Hay. Nè đâu mình đứng